Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và lời đầu tiên thì cho mình gửi lời chào tất cả các bạn đã xem video của mình và đăng ký kênh YouTube mình trong suốt thời gian qua. Và sau mấy ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 ấy, thì bắt đầu hôm nay thì nhà mình bắt đầu lại bán hàng trở lại cho các bạn, phục vụ các bạn ba miền Bắc Trung Nam. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Sản phẩm đầu tiên mình buổi tối ngày hôm nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 Plus. Con này là 6 Plus nhé. Con này 6 Plus, con này là bản 64GB các bạn nhé. Đây. Con này là 6 Plus, bản 64GB, bản LLA nhé. Và tình trạng con này là máy bị mất vân tay các bạn nhé. Con này bản quốc tế máy mất vân tay nhé. Bị mất vân tay, con này Plus 64GB nhé. Đây. Hình thức con này là khoảng độ 85%, vỏ hơi xước xác xấu một chút. Vỏ cũng cần nhiều chỗ phết rồi. Hình thức con này là máy, tất cả là máy zin nguyên bản nhé. Thứ nhất là main zin, mấy màn zin, với cả tình trạng máy bị mất mỗi vân tay các bạn nhé. Và sản phẩm iPhone 6 Plus, con này bị mất vân tay bản 64GB này, thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.400.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus mất vân tay bản 64GB này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là các bạn nào đặt hàng cho mình qua Zalo 0966221768, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Số điện thoại mình có hai số, số 1 này thì mình sẽ dùng Zalo các bạn nhé, và số thứ hai là 0833221789 nhé. Các bạn gọi số 1 không được, các bạn có thể gọi số 2 giúp mình nhé. Và các bạn nào mà đã nhắn tin mình qua Zalo thì các bạn mình chưa trả lời thì các bạn có thể là vui lòng gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Tại vì nhiều khi mình bận công việc thì mình cũng làm suốt mà mình cũng không thời gian trả lời tin nhắn ấy. Mong là các bạn thông cảm nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus, con này sorry các bạn nhé, iPhone 6 Plus bản 64GB mà bị mất vân tay này nhé, thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Và bên mình thì có sắp ship 3 miền nên các bạn yên tâm ạ. Hình thức nó cũng hơi xấu xấu một chút các bạn nhé. Đây thì mình quay rõ hình thức các bạn luôn. Và hôm nay thì mình có mấy con coi như là thanh lý cho các bạn. Hôm nay mình có mấy con cắm à. Nói chung là tất cả mấy hôm nay thì nhà mình cũng nghỉ cả 2 hôm không bán hàng, tại vì cũng không ship được hàng mà. Thì hôm nay thì bắt đầu mình sẽ phát trở lại, mình sẽ ship lại các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo của tối ngày nay em giới thiệu các bạn là chiếc Samsung S7. S7, con này thì S7 này, con này hôm nay có khách cắm, là tình trạng này khách cắm này. Mình cũng quên, mình cũng không hoảng khẩu. Tình trạng máy của khách cắm nhé. Đây ạ. Đây, con này Samsung S7, máy khách cắm thì con này thì là hình thức này. Đấy, màn thì bị hơi bị chóc một tí trên này. Đấy. Bị hơi bị chóc một tí kính như thế này, nhưng mà dùng các bạn về dùng cũng không ảnh hưởng gì nhé. Được cả máy zin. Cái góc này mất một tí thôi. Đây nó chỉ hơi sức sức một tí thôi nhé. Giảm cương lực vào nó cũng hết nhé. Nói chung cũng không ảnh hưởng, chỉ này. Mặt lưng thì cũng thế này. Mặt lưng thì cũng hơi phải phải là một tí nhé, hơi phải phải là một tí ấy. Hình thức viền thì cũng là khá ok nhé, viền cũng không xước xác mấy nhé. Con này Samsung S7 nhé. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.700.000 các bạn nhé. Đấy, hình thức thì mình cũng đã tả cho các bạn nhé, là bị phẩy một tí đâu này, phẩy một tí chỗ này nhé, và màn thì xước xước một tí chỗ này nhé. Nói chung là không đáng kể đâu các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này nhé, thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Bình thường nhà mình thì thường là hay chốt vào đơn vào buổi sáng và buổi chiều. Và buổi trưa thì mình sẽ ship các bạn. Còn nó nào chốt đơn buổi tối ấy, thì các bạn phải chiều buổi tối thì phải hôm sau mình ship cho các bạn nhé. Các bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là đặt hình thức là nhận chuyển khoản trước cho mình. Và hình thức thứ hai là các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức nhận hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc phí ship trước cho mình nhé. Con này là máy cắm khách cắm hết hạn, mình cũng bỏ bản nó luôn. SIM thì mình sẽ cất giả khách nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 thì các bạn nên cài hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày em giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Note 4 này. Đây, con này có Note 4 đó.
con đợt 4 thì tình trạng hôm nay con này mình vừa mới lượng khách đây, còn màn máy là máy công ty nhé, zin nguyên bản các bạn nhé. Con này thì máy tình trạng có nghĩa là bị chỉ bị sứt một tí kính như các bạn này, sứt một tí kính nhưng nói chung cũng không đáng kể lắm. Nói chung ở dưới này thì đẹp, cả bo Việt này thì màn hình thì chỉ bị mỗi sứt một tí kính nữa các bạn nhé. Đấy, chỉ bị sứt một tí kính thôi nhưng không phải. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.400.000 các bạn nhé. Con này thì mình cũng nhận đổi của khách, hình như một chú ở Lào Cai hay sao hay Yên Bái gì đấy, không rõ lắm. Chỉ bị sứt một tí kính đấy nhá, con Note 4 nhá. Đây là con Samsung Note 4 nhá. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.400.000 các bạn nhá. Màn được cái mà trang bị màn hình rất là to các bạn nhá. Note 4 thì màn hình cực kỳ to với cả một cái bút. Rất là phê ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 4 hàng công ty thì các bạn nhanh đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 1.400.000 các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này mình Samsung giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hình thức con này hình thức vỏ còn độ 95%. Và máy tình trạng thì bị hơi bị xước một tí kính ở trên chỗ cái loa thôi này. Chắc khách nhà có trẻ con cào sao bị xước một tí kính ở cái loa này. Thì mình chỗ nào thì mình cũng nói luôn các bạn, mình sẽ thanh lý cho các bạn. Thì con Samsung Z7 Pro thì cấu hình con này là RAM 3GB. Bộ nhớ 32GB. Các bạn nào muốn biết thêm chi tiết về cấu hình, về RAM chip ấy, thì các bạn có thể là lên Google search giúp mình nhé. Tại vì mình cũng giới thiệu nhiều sản phẩm, đâm là mình cũng không thể nhớ được hết nhé. Và tình trạng con này thì bên mình đang xước một tí kính này. Thì con này bên mình đang thanh lý với giá là 2.200.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro đấy nhé, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Máy màu xanh ngọc rất đẹp nhé. Chỉ bị xước một tí kính này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc LG G6 nhé. LG G6 thì con này thì bên mình máy hình thức là vỏ mặt sau thì cũng ok, khá là đẹp nhé. Nhưng mặt kính thì bị hơi xước một tí này thôi. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Và sản phẩm LG G6 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G6 này các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Máy chỉ bị xước một tí kính như đây thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.900.000 các bạn nhỉ. Rồi, máy thức cũng rất là đẹp ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Oppo F3. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Máy hình thức còn khoảng độ con này phải đẹp 95% các bạn nhé. Hình thức chỉ bị hơi mong móc một tí thôi, hơi mong móc một tí hai lỗ này. Thì thứ nhất là máy rất dùng ốp rất là đẹp nhá. Sản phẩm Oppo F3 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Này một cô gái dùng rất là xinh. Con này máy zin đét nguyên bản luôn các bạn nhé. Hình thức là 95% các bạn nhé. Máy màu hồng rất đẹp nhá. Nhà nào các bạn mà nói chung là sản phẩm Oppo F3 thì bây giờ nó cũng hiếm lắm. Thì vì nó có cái nút home nó hiếm này. Bây giờ hiếm lắm, nói chung F3 bây giờ cũng mới có máy mà riêng nguyên bản mà màn hình viền viết đẹp như này thì nó khó lắm. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.300.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F3 các bạn nhanh đặt hàng mình được sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A1K thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy. Hôm nay nhà mình về một con màu đen này các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này các bạn nhanh tay thì sớm nhất nhé. Thì còn hình thức mua hàng bên mình thì có hình thức đấy, còn hình thức thứ hai các bạn nào mà đã chưa tin tưởng bên mình ấy thì các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hàng thanh toán, nhưng mà hình thức nhận hàng thanh toán là các bạn phải cọc phí ship trước giúp mình nhé, để tránh trường hợp ví dụ các bạn nhận hàng các bạn vào trong gửi vào các bạn thuê bao với các kiểu kia, mình tránh trường hợp cũng mệt lắm. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Sản phẩm Samsung Z7 Pro thì con này là bản 2 SIM và con này cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB nhé. Và máy hình thức là đẹp, bọn này thì đẹp 9899 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro thì bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Đây nhà mình thì có tất cả là
nhà mình thì có hai con màu gold các bạn nhỉ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro các bạn nhé, tên hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Sony Xperia thì nhà mình còn một hồng, một đen và một gold. Và sản phẩm Sony Xperia thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng. Và cấu hình con Xperia thì cấu hình con này RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Sản phẩm Sony Xperia rất là ok các bạn nhé, mình đang dùng con rất là tuyệt vời ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc 6 Bluetooth màu trắng đấy các bạn nhé. Còn hiện tại nhà mình thì còn một chiếc màu trắng này. Thì con này sản phẩm 6 iPhone 6 Bluetooth này thì con máy này hình thức là đẹp 98%. Thì con này thì bên mình con này là bản 16GB các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3 triệu 100k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Bluetooth này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình được sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3 triệu 100k nhé. Và sản phẩm tiếp theo của tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6s Bluetooth. 6s Bluetooth thì con này thì là bản 16GB nhé. Và sản phẩm iPhone 6s Bluetooth con này là bản 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 4 triệu đồng nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s Bluetooth thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình thanh lý giá 4 triệu đồng. Trước nghỉ lễ mùng 29 ấy, thì bên mình đang thanh lý với giá 3 triệu 8 bớt cho bạn 200. Nhưng mà sau nghỉ lễ thì mình lại bán lại bình thường các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là hai chiếc iPhone 6s. Và sản phẩm iPhone 6s thì có hai con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu 800k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình được sớm nhất. Nhà mình có một đen và một hồng nhé. Đấy, hình thức cũng khá là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s thì các bạn nhanh tay hàng mình được sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Note 6 Pro. Note 6 Pro thì hôm nay con này là hàng công ty Facebook các bạn nhé. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu 700k các bạn nhé. Cấu hình con Note 6 Pro này, con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Nói chung là con này là hàng công ty nhé, có sẵn tiếng Việt cho các bạn nhé. Nên các bạn không phải là hàng sách tay đâm là các bạn về unlock tiếng Việt nhé. Thì con này mình cũng nói các bạn là con này là bản công ty, có sẵn tiếng Việt nhé các bạn nhé. Con này là hàng Facebook của bên mình nhé. Thì Mi Note 6 Pro này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu 700k. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Mi Xiaomi Note 6 Pro này, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Máy màu hồng rất đẹp nhé. Nói chung bạn nào đã dùng sản phẩm Xiaomi rồi, dùng rất là sướng nhé. Nhiều bạn thích lắm, nhiều bạn thích sản phẩm Xiaomi, hôm nay là hàng chính hãng nhé, không phải hàng xách tay các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay, cuối cùng buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc, con này là chiếc Samsung J7 Pro. Con này là bản hàng xách tay một sim các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu 800k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro bản hàn xách tay này nhé, thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Con này bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu 800k và con này là bản một sim các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video của mọi người thân. Biết đâu mọi người thân lại thích các sản phẩm điện thoại cũ là bên mình, các bạn có thể ủng hộ mình. Và nói chung là cũng qua mấy ngày nghỉ rồi, chắc là các bạn cũng nghỉ lễ coi như là đi chơi chắc cũng rất là vui vẻ rồi nhé. Các bạn lại hoạt động trở lại thì các bạn là chúc các bạn là nghỉ lễ tuyệt vời này. Nói chung là qua nghỉ lễ thì các bạn lại nhớ ủng hộ các sản phẩm cũ điện thoại bên mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc các bạn là một buổi tối đang xem video của mình ấy, một buổi tối là ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Chào các bạn ạ.